Thưa quý vị, cũng trong cuối tuần qua thì những cử nhân chất lượng cao khóa đầu tiên của Đại học Ngân hàng đã chính thức ra trường sau 4 năm học. Chương trình đào tạo cử nhân của nhà trường được thiết kế đặc biệt với ngôn ngữ giảng dạy chính bằng cả hai thứ tiếng là Việt Anh. Chủ nhật vừa qua, ngày 16 tháng 7 năm 2017, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi lễ tốt nghiệp chương trình cử nhân chất lượng cao khóa 1 niên khóa 2013-2017 tại trụ sở chính số 36 Tôn Thất Đạm, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ có sự hiện diện của nhà giáo ưu tú, phó giáo sư tiến sĩ Lý Hoàng Ánh, hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đông đảo quý thầy cô, các bạn tân cử nhân và gia đình, người thân các bạn đến tham dự. Trong suốt hơn 40 năm qua, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang khẳng định vị thế của một thương hiệu vàng trong lĩnh vực đào tạo ngành tài chính ngân hàng nói riêng, cũng như các ngành kinh tế nói chung. Với mục tiêu chiến lược là đào tạo ra lực lượng nhân lực kiến thức chuyên môn sâu, chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao với nội dung chương trình được thiết kế đặc biệt, hệ thống giáo trình hiện đại, phương pháp giảng dạy khoa học cùng với ngôn ngữ đào tạo là song ngữ Việt Anh. Các hệ đào tạo chất lượng cao của nhà trường ngày càng được mở rộng và phát triển, bao gồm 3 ngành: tài chính ngân hàng, kế toán và quản trị kinh doanh. Hiện tại các ngành đào tạo chất lượng cao này đang thu hút lượng sinh viên đông đảo, giành được sự tin tưởng của phần lớn phụ huynh và học sinh. Tôi đã trưởng thành và lớn lên từ chương trình chất lượng cao của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt 4 năm học vừa qua, thì ngoài kiến thức chuyên môn mà tôi tích lũy được, thì tôi còn nhận được những kỹ năng mềm cần thiết khác trong cuộc sống. Cảm ơn chương trình chất lượng cao, ban giám hiệu Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã cho chúng tôi những người thầy, người cô rất tận tâm và nhiệt huyết, những người bạn tuyệt vời và thân thiện. Hiện tại thì tôi đang làm vị trí trợ lý kiểm toán viên của công ty BWC Việt Nam. Tôi tin rằng với sự tự tin và nỗ lực của mình thì tôi có thể bước sâu hơn trên con đường kiểm toán.